Chào các bạn đến với kênh Luật Kế Toán GTB Đổi Ra. Hôm nay Hiền sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn về in sổ sách kế toán trên file phần mềm Excel. Hôm rồi thì chúng ta đã đến cái phần in cái bảng nhập xuất tồn thành phẩm. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục qua cái sổ chi tiết nguyên vật liệu sản phẩm hàng hóa. Các thông tin trên đây thì các bạn tự chỉnh sửa lại cho phù hợp nhé. Đầu tiên thì chúng ta in cái sổ chi tiết vật liệu của sản phẩm hàng hóa, thì chúng ta sẽ lấy từ cái mã của, nếu mà in nguyên vật liệu thì chúng ta lấy cái mã nguyên vật liệu từ cái bên cái file cái sheet tổng hợp nguyên vật liệu đó, chúng ta đưa qua. Chúng ta cũng bỏ cái blank đi, bỏ những dòng trắng đi. Chúng ta nén lại cho nó nằm trong một ô thôi. Đấy. Rồi tương tự như vậy ta sẽ tiếp tục cái mã thứ hai. Rồi chúng ta chuyển mảng thứ ba. Đấy, tương tự như vậy thì chúng ta sẽ xong cái phần chi tiết nguyên vật liệu, thì chúng ta qua thành phẩm. Rồi tương tự như vậy chúng ta làm hết cái các phát sinh của từng cái mã thành phẩm. Xong cái sổ chi tiết nguyên vật liệu. Hôm rồi chúng ta đã có cái tổng hợp công nợ phải thu rồi nè. Thì chúng ta cũng có cái chi tiết công nợ phải thu ha. Tên này kia nọ các bạn cũng tự sửa ha. Rồi công nợ phải thu cũng vậy, chúng ta lấy cái mã bên bảng tổng hợp công nợ phải thu nè.
chúng ta đưa vào cái mã bên đây. Chúng ta xổ ra hết để chúng ta copy công thức lại. Chúng ta lít vào, chúng ta bỏ plan đi. Đây, chúng ta 30 triệu nè, chúng ta kiểm coi. Đây 30 triệu số dư bên có, 30 triệu số dư bên có, đó, sửa ngày tháng lại. Rồi, mã thứ hai. sáu mươi bốn không bốn không bảy trăm. Đấy, rồi tuần tự chúng ta làm hết tất cả các mã còn lại, rồi in từng cái thì in ra là xong cái bản chi tiết tài khoản của 131 phải thu khách hàng. Rồi chúng ta chuyển sang theo dõi công nợ khách hàng, bản tổng hợp theo dõi công nợ khách hàng thì cũng giống như là 131, 152, 155, 156 thì chúng ta cũng qua mã tài khoản, mã danh mục tài khoản nè, chúng ta sort tìm 331. Rồi chúng ta đưa hết cái 331 qua bên cái tổng hợp không nợ phải trả. Đấy. Còn lại không phát sinh thì chúng ta xóa đi. Còn nếu mà phát sinh nhiều hơn cái bảng này thì chúng ta chèn thêm thôi, chèn thêm rồi kéo công thức xuống. Đây, chúng ta chỉ còn có một mình thằng Minh Xuân là chúng ta còn nợ, là đang ứng là, trước là 50 triệu 105 nè. Ta qua cái bảng cân đối tài khoản chúng ta coi 331 50 105. Rồi 50 105. Đấy, cái nào không phát sinh thì chúng ta xóa đi. Rồi chúng ta qua sổ chi tiết của 331 cũng giống như chi tiết của 151, 152, 155, 156, 131 vậy đó. Thì chúng ta cũng lấy cái mã nó qua bên cái mã chi tiết bên đây. Những thông tin về công ty ngày tháng đó chúng ta tự sửa nha. Rồi chúng ta cũng sổ ra hết. Sau đó chúng ta copy công thức xuống. Rồi chúng ta bỏ dòng trắng đi. Đây số dư chúng ta đây 50 105. Đấy, là bằng với 50 105. Phát sinh bao nhiêu mã khách, mã nhà cung cấp ở đây thì chúng ta in bao nhiêu mã bên đây.
bên cái chi tiết nguyên vật liệu. Xong chúng ta chuyển qua sổ quỹ. Chúng ta cũng chọn hết ra, xô hết ra. Rồi chúng ta cũng copy công thức xuống. Xin lỗi các bạn, máy bị lỗi cho nên
Do ở đây chúng ta nhiều dòng quá, cho nên nó hơi nặng vai, chúng ta xóa bớt. Còn khi nào mà chúng ta phát sinh quá nhiều nghiệp vụ á, thì chúng ta chèn thêm thôi. Thank you.
Số dư của sổ quỹ tiền mặt là 824692958. Kiểm lại so với cái bảng tài khoản của mình coi. Đây là 789267095. Thì như vậy là còn chênh lệch. Ở đây tới số 134. Chúng ta coi cái định khoản của chúng ta, cái sổ định khoản chúng ta là tới số mấy? Tới số 240. Tới cột 240. Như vậy chúng ta chèn thêm. Sau khi chèn thêm thì chúng ta copy công thức xuống. Và chúng ta sort trở lại. Bảy tám chín sáu hai bảy không chín năm. Rồi, số liệu chúng ta đã khớp. Ngày tháng chúng ta tự sửa lại nha. Xong sổ quỹ tiền mặt, chúng ta sẽ qua sổ tiền gửi ngân hàng. Chúng ta cũng chọn hết lại tất cả. Xóa bớt dòng trống đi để cho nó bớt nặng file. Tốt nhất xóa một lần một ít thôi, để cho máy nó chạy. Xóa nhiều quá cái bộ nhớ nó sẽ không có bị chậm đi.
Rồi chúng ta copy công thức xuống. Rồi chúng ta chọn bỏ cái dòng trắng đi. Chỉnh phông chữ lại. Số dư là 257331,89. Chúng ta qua cái bảng cân đối tài khoản chúng ta kiểm lại. Hai năm một ba ba một bảy tám chín rồi chúng ta đã khớp số liệu. Rồi chúng ta qua cái sổ nhật ký chung. Rồi chúng ta cũng kéo công thức xuống. Năm 219725032. Chúng ta tìm lại xem cái bảng cân đối chúng ta đúng chưa. Năm 219725032. Rồi tổng cái nhật ký chung ta đúng rồi. Ta bỏ những dòng trắng đi. Rồi sửa ngày tháng lại. Sau đó qua sổ chi tiết bán hàng ha. Năm 112. Rồi chúng ta cũng sổ ra hết.
ta xóa bớt đi. Copy công thức xuống. Bỏ dòng trắng đi. Tổng doanh thu chúng ta là 593.663. Chúng ta qua cái bảng cân đối tài khoản chúng ta coi có đúng không. 593.663, 593.663 rồi. Góp số liệu. Chúng ta qua tài khoản 641, chi tiết sản xuất kinh doanh. Chúng ta coi cái bảng cân đối tài khoản coi, tài khoản 641 chúng ta có phát sinh không? 16.796.345. Chúng ta xóa bớt dòng đi. Tùy vào cái sổ định khoản đó, cái trang mà sổ định khoản chúng ta bao nhiêu dòng thì chúng ta chỉ cần bấy nhiêu dòng mà tương ứng với các sổ khác thôi. Ở đây chúng ta tới cái sổ này tới 19.000 mấy dòng thì nó nặng lắm. Ta chừa là khoảng nhiêu đây thôi. Rồi chúng ta copy công thức xuống. Bỏ dòng trắng đi. Đây, chúng ta tương ứng với 16.796.345. Ở đây chúng ta chỉ có phát sinh cái số tài khoản 6411 thôi. Ở đây là chi tiết nè. Tổng của những cái tài khoản con này nó sẽ bằng những cái số tổng số tiền bên đây. Ở đây chỉ có là 6411 thôi, không có 6412, 6413 gì cả. Rồi xong cái 641 chúng ta qua sổ 642. Cũng tương tự như vậy luôn. Rồi chúng ta copy công thức xuống. Bỏ dòng trắng đi. Tổng số tiền chúng ta là 18.096.110. 18.096.110. Rồi chúng ta xem bên này coi đúng không? 18.096.110 đúng rồi. Chỉ có phát sinh 6421, 6424, 6425 và 6427. 18.096 này chúng ta quay lại cái sổ định khoản, quay lại cái bảng cân đối tài khoản coi. 18.096 rồi, đúng số liệu.
621, 622, 627 thì chúng ta đã có cái thẻ in giá thành đó, cái file tính giá thành rồi, chúng ta không cần phải in trong cái sổ này đâu. Chúng ta in từ cái thẻ giá thành ra, cái trang tính giá thành ra. Ngoài ra thì chúng ta còn có những cái sổ, có cái trang sổ chi tiết các tài khoản. Ở đây thì chúng ta muốn chi tiết tài khoản nào thì chúng ta gõ chi tiết tài khoản đó vào thôi. Ví dụ như chúng ta có hai cái ngân hàng, ở đây chúng ta chỉ có một ngân hàng thôi, nhưng mà giả sử như chúng ta có hai cái ngân hàng thì khi mà chúng ta in cái tài khoản 112, cái tài khoản ngân hàng lúc nãy á, thì tài khoản ngân hàng này nè, đây thì đây là số tổng của tất cả các ngân hàng phát sinh luôn đó. Trong trường hợp chúng ta có hai ba ngân hàng thì cái số này nó vẫn chạy là nó đều lấy là 112 hết. Nhưng mà chúng ta muốn biết 112 của ngân hàng A như thế nào, 112 của ngân hàng B như thế nào, 112 ngân hàng C như thế nào, thì chúng ta cũng có thể vào cái sổ chi tiết tài khoản. Đấy. Chúng ta cũng copy công thức xuống. Bỏ dòng trắng đi. Đây. Thì chúng ở đây nó cũng là chi tiết của từng ngân hàng, của ngân hàng ICB nè. Ví dụ như ở đây ngân hàng Vietcombank thì chúng ta gõ 1121 gì đó, chúng ta gõ cái mã Vietcombank thì chúng ta có được chi tiết của ngân hàng Vietcombank. Tương tự, ví dụ như bây giờ chúng ta muốn chi tiết của 338 đi. Chúng ta có 3383 nè. 3383, chúng ta chỉ nhìn vào cái sổ định khoản, nhìn vào cái sổ, cái bảng cân đối tài khoản của chúng ta, chúng ta chỉ có, nó chỉ thể hiện là 338 thôi, đúng không? Đây, số tổng thôi, chúng ta không biết trong bên trong nó là 338 nó gồm chi tiết những gì. Mặc dù ở bên cái danh mục tài khoản của chúng ta nè, 338 thì chúng ta có chi tiết 338, 384 đấy, nhưng mà chúng ta cũng không thể biết cái nội dung của nó là gì đó. Thì chúng ta qua cái chỗ chi tiết tài khoản này, tập 3383, gõ 3383 xong chúng ta chọn link, bỏ link đi. Đấy là 3383 chúng ta nè, là 54 60 nè, giống bên danh mục tài khoản nè, 5460 đây, đúng không? Rồi ví dụ như chúng ta 3384 đi, chín bốn năm đây, rồi 3386, ba 386, 420 nè, đây 420 nè. Rồi ha. Rồi thí dụ như bây giờ chúng ta có nhiều tài khoản lợi thuế nè, 3331 nè, ví dụ như thuế giá trị gia tăng phải nộp nè,
thì chúng ta gồm có thuế giá trị gia tăng hàng đầu ra nè, đúng không? Một thuế giá trị hàng nhập khẩu nè, thuế tiêu thụ đặc biệt là thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đó. Chúng ta muốn chi tiết, biết chi tiết phát sinh của từng cái loại thuế thì chúng ta cứ qua cái sổ chi tiết tài khoản này chúng ta gõ cái số tài khoản nó vào thôi, giống như là 338 lúc nãy chúng ta làm vậy đó. Rồi tương tự các tài khoản cũng khác cũng vậy, những tài khoản nào mà chúng ta nhiều thì chúng ta có thể gõ chi tiết nó vào. Như vậy là Hiền đã chia sẻ với các bạn học viên xong cái phần mà in sổ sách kế toán ha, theo cái file, cái phần mềm Excel của mà cái phần mềm mà bữa giờ mình đã học đó. Rồi thí dụ bây giờ chúng ta đã làm xong tháng 1 rồi nè, chúng ta cũng đã in sổ sách tháng 1 rồi, bây giờ chúng ta muốn làm tiếp cái tháng 2 thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì chúng ta sẽ save lại. Chúng ta cho đây là tháng 2 đi. Rồi. Xong. Chúng ta qua cái danh mục tài khoản nè. Chúng ta qua cái bảng cân đối tài khoản nè, tài khoản tháng nè ha. Chúng ta copy nè, copy lũy kế từ đầu năm nè. Đây, copy lũy kế từ đầu năm. Chúng ta qua cái lũy kế kỳ trước. Tức là cái này là tháng 1 nè, cái này phát sinh của tháng 1 nè, đúng không? Chúng ta copy qua dán giá trị bên đây. Rồi, đây là phát sinh lũy kế đến tháng 1 đấy. Rồi, bên danh mục tài khoản cũng vậy. Bên danh mục tài khoản thì chúng ta sẽ cũng copy luôn số dư lũy kế đầu năm nè, và copy xuống hết. Rồi qua lũy kế từ trước chúng ta dán lấy trị vào. Rồi sau đó chúng ta copy cái phần số lượng và số dư cuối kỳ nè của tháng 1. Chúng ta đưa nó vào số lượng và số dư đầu kỳ trở thành tháng 2. Xong chúng ta xóa hết toàn bộ số liệu trên. Trên cái sổ định khoản chúng ta đó, chúng ta đang định khoản sổ tháng 1 mà. Số liệu này là đang số liệu tháng 1. Cho nên bây giờ chúng ta xóa hết. Xong rồi chúng ta copy lại công thức phía trên nè. Chúng ta còn công thức đó. Chúng ta dán trở xuống. Rồi, bắt đầu chúng ta sẽ nhập tháng 2. Và tháng 2 thì chúng ta cũng nhập tương tự như tháng 1 vậy. Nhập đầu vào nè, rồi đầu vào khác nè, đầu ra nè, đầu ra khác nè, rồi lương nè, khấu hao nè, phân bổ nè, đó, rồi tính giá vốn, tính kích giá thành này kia nọ, rồi giống như tháng 1 vậy đó, làm trình tự giống như tháng 1. Đây, chúng ta chưa phát sinh số liệu thì cái dọc này chúng ta chưa có gì hết, và số này là số đầu kỳ của tháng 2, là số cuối kỳ của tháng 1. Đấy, cuối kỳ tháng 1 và đầu kỳ tháng 2 là số này ha. Rồi, bên đây là bảng cân đối tài khoản năm. Bên đây là bảng cân đối tài khoản tháng. Đây. Rồi,
chúng ta đã tạo cái mẫu bước tháng 2 xong rồi, chúng ta cứ như thế mà nhập số liệu thôi. Tháng 1 chúng ta sổ ra. Rồi giả sử bây giờ chúng ta đã, chúng ta muốn in phiếu thu phiếu chi hàng loạt thì chúng ta in như thế nào? Đây là cái file để chúng ta in phiếu thu chi nè. Đây là cái mẫu ha. Chúng ta save lại một cái mẫu. Rồi, chúng ta sẽ xóa hết. Chúng ta sẽ xóa hết cái phần dữ liệu bên đây đi. Bên sheet nhật ký chung nè. Rồi, chúng ta sẽ sọt. Đầu tiên chúng ta sẽ về cái sổ chúng ta. Chúng ta sọt phiếu chi. Chúng ta sọt phiếu chi hoặc là chúng ta sọt bên cái thiếu thu trước đi. Chúng ta sọt thiếu thu thì chúng ta sọt bên nợ của tài khoản 111. Đây, rồi chúng ta copy cái thiếu thu qua. Số chứng từ, số ngày chứng từ. Cọc diễn giải. Diễn giải thì chúng ta lấy diễn giải bên sổ qua. Số tiền phát sinh. Số tiền phát sinh đây, chúng ta lấy bên số tiền phát sinh. Tên khách hàng. Tên khách hàng chúng ta lấy từ đây. Một là chúng ta lấy từ bên đây, hai là chúng ta lấy từ bên đây. Chúng ta coi cái chỗ nào có tên khách hàng thì chúng ta lấy. Rồi. Rồi định khoản. Cột định khoản thì chúng ta lấy từ cột định khoản bên đây. Chúng ta xong phiếu thu, chúng ta sẽ qua phần phiếu chi. Phiếu chi thì chúng ta xô hết cái phần phiếu thu ra.
chúng ta qua bên có của tài khoản 111 để chúng ta lấy số phép chi. Chúng ta copy hết qua bên đây. Ngày tháng chứng từ. Diễn giải, ta lấy cọc diễn giải. Số tiền, chúng ta lấy cọc số tiền. Tên khách hàng, nhà cung cấp. Ở đây, ví dụ như không có tên khách hàng, không có nhà cung cấp, hoặc là ghi chung chung thế này ha, chỗ nào ấy chúng ta cứ copy qua hết đi, rồi chúng ta sửa lại. Ở đây ID là người nộp thuế, ví dụ như Nguyễn Văn A đi là nhân viên của mình thì mình gọi đây Nguyễn Văn A. Đó. Rồi ở đây ai nộp tiền, ví dụ như Nguyễn Văn B nộp tiền thì chúng ta gọi Nguyễn Văn B. Rồi ở đây ai là người đứng ra trả lương, ví dụ như Nguyễn Nhân C đi thì chúng ta gọi Nguyễn Nhân C. Rồi chúng ta quay lại chỗ định khoản. Rồi chúng ta đã tạo cái thông tin về thu chi xong rồi, bây giờ chúng ta qua cái sheet in nè. Ha. Ví dụ như bây giờ muốn in cái phiếu chi 01, phiếu thu 01 nè. Đó. Chúng ta click vào đây. Chọn phiếu thu 01. Ha. Thì họ tên người nộp tiền nè, Nguyễn Văn A nè. Nội dung nè, Nguyễn Văn A góp 500 triệu nè, số tiền 500 triệu nè. Đấy. Thì chúng ta in ra. Nếu mà chúng ta muốn in hai liên thì ở đây phiếu thu 01 và đây phiếu thu 01, đúng không? Nếu mà chúng ta muốn in một liên thì ở đây chúng ta sẽ là phiếu thu 02. Thì Nguyễn Văn B nè, góp nè, đó. Ngày tháng đó. Rồi bây giờ chúng ta muốn in phiếu chi thì chúng ta in từ lần lượt từng phiếu thu hết. Ví dụ đây 04 nè, công ty cổ phần Sài Gòn nè, ha. Rồi thu tiền của hóa đơn 622 nè, đó, ngày hóa đơn nè. Rồi phiếu thu 06 nè, thì cơ khí lập toàn nè, đó, thu hóa đơn số 623 nè. Đó, số tiền bằng chữ đó ha. 07 nè, kim tính nè, thu hóa đơn 62 này nè, số tiền bằng số nè, số tiền bằng chữ nè, đó.